Kể từ ngày mai, ngươi có thể đưa mẹ con về đây được rồi. Ý của ông là kêu mẹ con về đây ở à? Không được, như vậy thì nguy hiểm lắm. Ta và mẹ con đã ở đây hơn 20 năm rồi. Nguy hiểm như thế nào thì tự ta biết, không cần ngươi nhắc. Ngươi lo liệu cái bản thân của ngươi đi, lập tức trở về thành phố, lo cuộc sống của ngươi đi. Đừng có nhiều chuyện xen vào, không tốt cho ngươi đâu. Ta nể tình ngươi giúp ta cứu con mẹ con, nên mới cảnh báo ngươi như vậy. Cảm ơn lời cảnh báo của ông, nhưng cho đến thời điểm hiện tại, tôi thấy vẫn chưa có gì nguy hiểm đối với tôi. Ngươi đúng là ngựa non hao đá, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ta mặc kệ ngươi sống chết ráng chịu, không nổi nữa. Dù gì thì ta cũng thấy người rất giống Sơn Duy, cứng đầu, bướng bỉnh, không biết sợ cái gì. Tôi sẽ xem đây như là một lời khen. Mục đích cuối cùng của người tới đây là gì? Tôi hiếu kỳ với câu chuyện lời nguyền thôi. Tôi rất muốn biết ai là người đã lập ra lời nguyền độc ác, tàn nhẫn và vô lương tâm đó. Một khi ngươi chưa biết đầu đuôi câu chuyện như thế nào, ngươi không nên phán xét một cách vô căn cứ như vậy. Tôi nghĩ câu chuyện này ông là người hiểu rõ nhất. Ngồi xuống đi, chúng ta sẽ nói chuyện. Ta sẽ kể cho ngươi nghe, nhưng ngươi phải hứa với ta một chuyện. Ông nói đi. Lập tức trở về thành phố, trả lại sự bình yên cho bản tình. Đã có hai người chết rồi, ta không muốn thấy thêm một án mạng nào nữa. Ông cho rằng mọi rắc rối, thậm chí là cả hai vụ án mạng kia là do tôi đem tới sao? Nếu không phải ngươi nhiều chuyện đào bới từ đống tro tàn, không đưa công an vào cuộc, thì mọi chuyện đã kết thúc rồi. Ông là người biết rõ hung thủ của hai vụ án đó, tại sao ông không đi báo công an? Ta nói biết hung thủ là ai khi nào? Ta chỉ nói là sẽ kể cho ngươi nghe về câu chuyện lời nguyền, để ngươi khỏi phải thắc mắc tò mò làm rối tung mọi chuyện. Trong chuyện lần này, không chừng người chết tiếp theo sẽ là ngươi đó. Là tôi? Ông làm tôi cảm thấy tò mò quá rồi đó. Ngươi phải hứa với ta một chuyện, không được nói chuyện này với công an, và cũng không kể cho bất kỳ ai nghe. Tôi hứa. Tại sao mày làm vậy? Thôi kẻ độc ác kia, ngươi đã dám phóng hỏa giết người, thay mặt thần linh, hãy nghe lời nguyền của ta đây. Những đứa con của ngươi phải chết một cách thảm khốc. Khi chúng tròn 20 tuổi, lời nguyền sẽ được lên ứng vào đúng 0 giờ ngày rằm tháng 7. Ngươi hãy nhớ đó. Là ông Quân Bảo, đúng là ổng thật rồi. Bây giờ thì ngươi đã tin lời ta chưa? Quân Bảo là một người không dễ đối phó. Nhưng mà tôi đọc trong hồ sơ cáo trạng, tôi thấy ghi là có đến 5 thi thể bị đốt cháy. Vậy ngoài thầy Mo A Sến, chú Sơn Tài, Cơ Minh và cô Ngọc Tuyết, còn một người nữa. Người đó là ai vậy? Có liên quan gì đến vụ án không? Người đó là Sơn Duy. Sơn Duy? Bà ơi! Sơn Duy! Nghiêm! Ông ơi!
ông ơi! Mày làm gì được tao? Mày làm gì được tao? Ai đó? Chết hả? Lại đây! Lại đây! Lại dây làng! Ông biết tất cả rồi! Không cần phải... Đưa bọn chúng về nhà lớn đi. Tội nghiệp chú Sơn Duy quá. Dì Hợ Lan lúc đó lại đang mang thai, chắc là khó lòng qua nội cú sốc lớn này. Nhiều lúc nghĩ lại, ta thấy giận Sơn Duy lắm. Thật ngu ngốc khi chạy vào lửa, nhận lấy một cái chết thương tâm, bỏ lại một mình ta với nỗi hận thù này. Nhưng nghĩ lại, ta lại thấy thương Sơn Duy. Sơn Duy là một người có nhiều tình cảm. Nhìn cha mình quằn quại trong lửa đó, còn suy nghĩ được gì nữa chứ?